Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay kênh là Thì Ca Bonsai cũng có đến huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang, và có đến chỗ anh Vinh review một số cây ăn trái và một số cây kiểng nha bà con. Rồi, chào anh Vinh ơi. Chào anh Quốc, chào bà con vùng đất nước bữa nay có số cây ăn trái với có mai vàng với hoa mẫu đơn. Bà con quay clip của kênh là cây bonsai, mong bà con ủng hộ. Đầu tiên là cây ly kim an nha bà con, dáng quái. Mình thú nha bà con. Chiều dài nó là 90, hồi đầu lên là 42. Hoành thân 47. Cái này lắc nổ nổ các bà con. Đủ mầm mạnh rồi. Cây số 1. Cây số 1 này mình vô lưu 4 triệu các bà con. Cái này bao ship sao anh? Bao ship 200 km. Còn xa hơn nữa thì thương lượng lại. Bao sống mấy tháng anh? Bao sống luôn đi. Bao sống 2 tháng. Hôm nay cũng có thường cho bà con cũng mới rồi, tại vì tháng này nó cũng khó sống á. Là cây thứ hai. Chiều dài 57. Thú như cốc ngồi các bà con. Hoành thân 47 luôn. Rồi, nè nè, tư nè lú rồi các bà con, xin dặn nha. Rồi, cây số 2 này mình xin lưu 3 triệu. Dạ, dạ. Rồi, tới cây số 3 là cây mai vàng nha bà con. Chiều cao 4m5. Cái này hổm bứng thì cũng như không có lặt lá, nó hơi xì xì. Nhưng mà bà con có chơi được thì ở đây lặt lá rồi hay dao cũng được. Dạ. Này cao hơn nhiêu anh? Cao 4m5, ngang 3m. Dạ. Hoành thân ngay đây chỗ này 51 luôn các bà con. Phàng phàng. Hoành chuẩn ngay cổ. Dạ, dạ. 51. Lên chút vậy. 44. Dạ. Thoát thân tới cành số 1. Chín mươi. Dạ. Hơn chứ. 100 chứ. Thoát thân 1m tới cành số 1, nhánh đó nha bà con. Rồi cây số 3. Đế cũng đẹp nha bà con. Đế thì không biết phong dân coi được. Rồi cây số 3 cây mai vàng mình xin lô 17 triệu rồi bà con. Bao ship sao? Bao ship 200 cây. Cây số 4 cây lý nha bà con. Chiều cao 85. Trên luôn đi. Dạ, ngay đó đi. Hoành 60. Dạ. Cái này già, già lá này có trái nha bà con. Tược thì đầy đủ. Rồi cái này. Cái số 4. Mình vô lưu 2 triệu rưỡi. Cái lý ha. Dạ. Rồi cái số. À, đợi. Rồi, tới cây số 5. Trang. Cái này đỏ nhung ghép mỹ hồng nha bà con. Cây này cũng bự ạ. Chiều cao 1m6. Hoành thân 39. Rồi. Ghép rồi là thành nó ra trên bông luôn đó bà con. Cây này thần mạnh luôn.
cái dấu ghép là dính à? Dính chân, dính bông luôn rồi. Rồi cây này mình vô lưu 3 triệu. Chơi hai thứ bông cũng ok luôn các bà con ơi. Đây nói luôn nha bà con. Đỏ nhung ghép ý hồng. Chiều cao 95. Hoành thân thì 28. Rồi cây này mình giao lưu 2,5 triệu. Cây số 6. Cây số 7 là cây trang đỏ lá nhỏ nha bà con, mẫu tử. Cây quái à. Thân bự 17, 18 yếu 17 thôi. Thân nhỏ thì như hụng phu cho 10 thì ghẻ liền quá nha. 10. Chiều cao 75. Rồi cây này ai có chơi mình để 2 triệu, mềm luôn. Cây số 7. Rồi cây số 8 nha bà con, cây mai vàng nha bà con. Mai vàng tàn khủng nha. Chiều cao 4,5 m. Ngang 5 m. Dữ lắm nha bà con à. Dung hình dung cho bà con thấy. Sáu mươi hai hoành. Dạ. Khó khăn lên thứ anh. Thóc tăng thân tới cành số 1 là 60. Anh đo cái thử dòng đường kính bầu anh. Đường kính bầu 110 đúng không bà con ơi? Dạ. Đế thì tương đối chứ không dữ không. Đấy đây tàn dữ lắm rồi bà con. Nhìn số 1 của nó là 24 hoành luôn đó. Xù do me dưới gốc lên hết rồi bà con. Rồi cái máy vàng à. Cái này mình xin vô lưu 60 triệu nha bà con. Bao ship 300 km luôn. Cây số 9 cây vú sữa nha bà con, vú sữa tím nha. Cao 3,5 m. Cao 3,5 m, hoành 125. Đường kính bầu ngang thì 180. Dài á 1,5 m. Dài 2,4 m. Đường kính dài của hột xài nó là 2,4 m.
Để cổ nghe bà con. Với sữa tím luôn nha. Cái này về cắt bonsai lại cũng được nha bà con. Cái này mình sẽ lưu vô lưu 25 triệu nha bà con. Chín cây số 10. Cây số 10 cũng cây vú sữa tím luôn, cao 2 mét luôn. Cái này đế khủng nha bà con, đế sỏm. Hoành thân thì 125. Tâm tược luôn các bà con ơi. Tâm tược khỏe luôn rồi đó. Đường kính bầu ngang là 170. Dài thì 190. Nó cũng hơi hình chữ nhật nhẹ nha bà con. Cái số 10. Hoành thân 125. Hai cây hoành mẫu đó bà con ơi. Ai mà có chơi được hai cây thì mình thương lượng lại nha bà con. Rồi cây số 10 mình cũng giao lưu bằng giá cây bản luôn, 25 triệu. Cây số 11 cây khế khủng nha bà con. Khế này cào từ mặt đế dưới lên tới đỉnh 150 hoài nữa, 150. Một trăm năm mươi 155 hoành để khỏi bàn cãi nha bà con. Rồi cái khế này số 10. Một mình xin vô luôn 22 triệu nha bà con. Cái số 12. Vú sữa lò gàn 13 chứ. 12. Cây này cao 2 mét rưỡi nha bà con. Đường kính bầu 1m8. Hoành thân 110. Cây này là cây nó phối chi đẹp nha bà con. Rồi cây này mình giao lưu 12. Cây số 12 này mình giao lưu 15 triệu. Còn cái này kia ma cuối clip nè bà con, cái này ma.
cao 3,5 m, đường 4 m đến 3,5 m thôi. Bình thân 90, cao 3,5 m. Đế 24 giờ luôn coi. Đang sống khỏe các bạn ơi. Rồi cây này mình xin giao lưu 13 triệu. Cuối clip. Cây số 13 luôn, 13 triệu luôn. Rồi chào bà con, mong bà con ủng hộ clip này của em nha bà con. Cây chiếc này đẹp đẹp không á. Rồi mình chào.